Rồi chào mọi người ha. Hôm nay về được con gà lớn nha mọi người. G540 ha. Kubitsu G540. Dòng này gọi là siêu whip ha. Chạy khai thác thì bền vô đói bền ha mọi người. Máy nguyên zin từ con ốc hết nè. G540. Có cái tay giật nó bị chó cắn nè ha. Này có tay mới cho anh em ha. Máy nguyên zin rất là đẹp luôn nha mọi người. Ha, tiền nè. Tiền rất là ok luôn, rất là đẹp luôn ha. Đây, làm xích đây. Thì làm là tinh green theo máy. Đầu bạc là tinh còn siêu đẹp ha. Xích thì em cắt mới cho mọi người ha. Nó xài sên lớn nha mọi người, sên 72 á. Sên sên to á, sên to nhất á. Rất là đẹp luôn, máy cực kỳ đẹp. Rồi để em test mẫu cho mọi người tham khảo ha. Nó bị bể nhẹ đây nha mọi người. Không quan trọng hết nè, có chỉnh nhớt trên đây luôn ha. Hơi là bưng bưng ha. Cái này là ông chùm của độ bền ha mọi người. Ai mà xài dòng gờ rồi thì cũng biết nó bền như thế nào ha. Tiết kiệm xăng nữa. Rồi con máy này là giá là 4 triệu nha mọi người. Ai mua hàng thì chốt cọc cho em ha. Em gửi hàng đến nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán. Máy thì bao sầu, máy nồng bít tông là bao đẹp ha, bao sập xước ha, bao zin 100%. Không có like một món đồ gì hết ha. Còn anh em quan tâm thì alo em ha.